Rồi cây đầu tiên là cây MF207TS. Cây này thì sản xuất ở Korea nha mọi người. Màu sunburst rất là đẹp. Hoa đàn làm nó giống như nó cận cái chữ Moric đó mọi người. Những cây này thì em đã đo á xanh hết rồi. Á xanh đều chuẩn và thấp nha mọi người. Khóa là khóa zin. Cái dòng MDMF thì cái khóa nó không có in chữ Moric. Do nó sản xuất tại Hàn Quốc á thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn những cái dòng sản xuất tại Nhật nha mọi người, nhưng mà chất lượng thì nó cũng như vậy thôi. Đây là ngựa ngựa trên zin hết. Nay mình quảng cáo tới 5 cây lận nên thời gian nó nhiều quá, thì mình chỉ chủ yếu là mình chỉ cho mọi người biết cái ngoại hình của cây đàn, tình trạng như thế nào thôi, còn cái phần âm thanh mình chỉ test sơ thôi nha mọi người. Rất là đẹp mọi người. Không đàn. Cây này có giá là 2 triệu 8 đó mọi người, mình có làm dấu. Có để sẵn giá. Chỉ có những vết trầy nhỏ thôi nha mọi người, không có tét bể vỡ gì ha, mình bao tét bể vỡ cấn gì đó. Rất là đẹp. Moritz thì mình khỏi phải bàn về chất lượng của nó rồi. Tốt. Sáng rồi. Rồi, cây này là cây đầu thứ nhất Moritz MF207TS Made in Korea, có giá là 2 triệu 8 nha mọi người. Tất cả đàn bên mình đều phải free ship cho mọi người, tặng mọi người một cái bao da và một cái capo nha mọi người. Những thông tin giá cả về những cây đàn thì mình sẽ ghi chú dưới phần bình luận của trang mình nha mọi người, phần ghi chú á, mọi người có thể vào đó tham khảo. Đây là cây thứ nhất MF207 207TS, giá là 2 triệu 8, rất là đẹp.